Xin chào mọi người và đặc biệt là các bạn nam tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tử vi vận hạn của năm Canh Tý năm 2020. Một cái năm có thể nói là Tý Ngọ là năm địa chi lục xung. Một cái năm có thể nói là sẽ có rất cái nhiều điều không tốt đẹp về mặt tình cảm và gia đạo của cái người Mậu Ngọ. Vốn dĩ của người Mậu Ngọ của tụi mình thì là những người trực tính, hơi nóng nảy một tí xíu. Làm việc thì có vẻ là đôi khi là hơi bốc đồng, thiếu chút suy nghĩ. Dù là ở cái tuổi này rồi nhưng mà thiên tính thì không thể nào mà không có chút nóng nảy, hơi gia trưởng một chút ở trong cuộc sống. Thì nhưng ngược lại thì người Mậu Ngọ là một trong những cái người, nhất là một nam mạng, là một trong những cái người mà gọi là siêng làm và rất là sáng tạo, đặc biệt là có tố chất của những cái người mà nhanh nhẹn, không có ai mà rờ, làm cái gì cũng mau lẹ và nói chung là chịu khó làm ăn. Tuy nhiên đó là từ cái năm 27 đến bây giờ 26, 27, 28 đến bây giờ thì là những cái năm gọi là 26, 27 là những cái năm mà rơi tự do, mà rơi xuống như mọi người đã biết rồi, thì làm thì rất là khó, tích lũy thì rất là lâu, nhưng mất thì rất là nhanh, và mất rồi làm lại thì nó cũng cực kỳ là khó khăn. Trải qua 26, 27, đặc biệt là 27 với nhiều cái hao tốn tiền tài, thậm chí là có nhiều người đã trắng tay, thì như bản thân mình cũng là người trắng tay ở trong năm 26, 27 thì mình cũng sẽ nói rằng giỏi cho mấy đi nữa thì ông trời muốn lấy thì không, trốn cũng không được. Bây giờ là nói chung là 28, 29 tương đối là có nhiều cái thuận lợi hơn trong công việc, từ vốn dĩ chúng ta là những người rất là siêng làm cho nên cũng phần nào kéo lại được một ít. Tuy nhiên là gọi là khắc phục hậu quả thì vẫn chưa hoàn thiện đâu. Vào cái năm Canh Tý, tuy nó là năm lục xung về địa chi nhưng nó chỉ nặng về mặt tình cảm và gia đạo, dễ gặp xào xáo phiền phức chứ không có ảnh hưởng nhiều đến phần công việc. Thì đây là cái video mình tổng hợp cả những cái thông tin về tử vi phong thủy và mình sẽ chia sẻ với mọi người. Nếu muốn xét tử vi của một cái người Mậu Ngọ thì phải là người sinh từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 cho đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Tuy nhiên năm 79 là năm nhuận cho nên là cái thời gian nó chưa chỉ mới tới tháng 1 thôi, đúng không? Mạng thì thiên thượng hỏa, tức là lửa trên trời, lửa này thì không có sợ ai ha. Mình là thiên thượng hỏa là lửa trời, khác với tích lịch hỏa là lửa của sấm sét. Cho nên là lửa của mình vốn dĩ không sợ nước. Người ta nói là nếu như mà người nào mà nắm mạng thiên thượng hỏa mà có vợ là đại hải thủy, nước của biển lớn, nước càng nhiều thì vượng khí càng tốt. Tuy nhiên đường con cái sẽ cũng giống như các cái người kỵ mạng khác, thường thì nó không hanh thông lắm, trai không hoặc là gái không ha. Tướng tinh đó, người ta gọi là cốt thì con ngựa, nhưng mà tướng tinh lại là tướng tinh con heo. Cho nên là cũng không phải là những người phải lo nghĩ về đồng tiền quá nhiều. Nói chuyện mà cơm ăn áo mặc thì chắc là người Mậu Ngọ không cần phải lo, chủ yếu rằng là mình có há không, mình có đủ đầy để mà lo lắng cho anh em hay không. Người Mậu Ngọ vốn dĩ rất trọng cái chuyện mà anh em, tình nghĩa. Rồi, xét với cái năm Canh Tý là năm 2020 là một năm thổ. Như vậy xét về trụ mạng là hỏa gặp năm thổ là sinh xuất. Chủ về sức khỏe không được ok cho lắm, suy giảm nhiều. Tuy nhiên là không có quá đáng ngại đâu, nó chỉ suy yếu thôi, có thể bệnh nhẹ nhàng hoặc là chứ không có quá nặng nề mà để ảnh hưởng đến vận mệnh của mình ở trong năm. Đó là một điều tốt đẹp. Tuy nhiên sao chủ của năm là một sao không tốt. Sao chủ của năm là sao Kế Đô. Người ta nói nam là hầu, nữ Kế Đô. Đây là hai cái hung tinh mà hung hại nhất cho nam là hầu, nữ là Kế Đô. Tuy nhiên đó là khi mà người nam bị Kế Đô thì cái sự hung hại nó sẽ nhẹ nhàng đi một chút, nhẹ nhàng nhiều.
Kế đô á, là một hung tinh hành thổ, cho nên là người Mậu Ngọ mà bị cái sao này chiếu mệnh á, thì mình nói như này, cái thuộc tính của sao này á, là hay gây tai nạn, hao tốn tiền của, dễ sinh chuyện thị phi, bệnh tật hay gặp, đặc biệt là dễ gặp tan khò, tức là tan ở trong gia đình của thân tộc, khiến cho tâm trí mình luôn buồn rầu, đề phòng họa vô đơn chí hay trong nhà có chuyện không may. Hai tháng mà có thể chung là xấu nhất của người Mậu Ngọ đối với cái sao kế đô này thì là tháng 5 và tháng 11 âm lịch. Thì xấu như thế nào thì lát nữa mình sẽ xét ở trong vận hạn 6 tháng đầu năm, mình sẽ biết là tại sao là tháng 5 nó xấu, mà nó xấu gì ở lĩnh vực nào. Từ sao kế đô này thì thường là nó không có tốt đẹp cho cái việc làm ăn, rồi nạn tai nữa, cho nên là chắc là ở trong tháng 5 là nó như vậy. Rồi hạn á, hạn của năm là hạn địa vọng. Địa vọng chủ về chuyện buồn lòng, chú ý là ăn tiếng nói, cẩn thận họ hàng có tan nè. Sao cũng đã là có tan, hạn cũng có tan, cẩn thận cái việc mà nam mạng phải có tan ở trong gia đình ha. Công việc làm ăn á, gặp hạn địa vọng thì mình phải tốn nhiều tâm sức hơn bình thường mới có được cái thu nhập ha. Vận niên lại là vận niên rất tốt đẹp, tuy là có như vậy nhưng mà vận niên lại là vận niên tốt. Vận niên tốt thì tốt như thế nào thì mình xem ha. Vận niên là dương hồi ngàn, như vậy là người ta nói cái hình tượng này là hình tượng con dê nó uống nước ở suối, cho nên là tốt đẹp, báo hiệu đây là một năm được vận niên, công việc thì sẽ phát triển hơn hoặc là có những cái tiến triển mới tốt đẹp. Nhưng cẩn trọng về mặt tình cảm, gia đạo xào xáo do địa chi gặp lục xung tí ngọ. Đó là cái sao hạn vận niên của cái năm Canh Tý đối với người mà Mậu Ngọ của chúng ta. Thiên can á, thì chữ Mậu gặp Canh là sinh xuất. Về mặt tử vi, Mậu và Canh thì không xung không hợp, nhưng mà nếu như mà xét về thiên can là Mậu nạp âm ngũ hành của Mậu là thổ, Canh là kim, cho nên là sinh xuất. Người ta gọi là hao tốn tiền tài nhỏ, hoặc là đây là cái năm mình có thể đầu tư để qua năm tới mình thu lại ha. Địa chi thì như đã nói, Tý gặp Ngọ là lục xung, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái biến chuyển không tốt đẹp, đặc biệt với vợ con, cho nên là mình phải cẩn thận ha. Năm nay thí dụ như mà đi ra đường mà có ăn phở gì đó thì nhớ quẹt mỏ cho kỹ, chứ không tự nhiên cái nó khiến vợ nó biết ha, mà biết rồi ha, mấy ông Mậu Ngọ mà vợ biết là mấy ông đi luôn à. Cho nên là mấy ông Mậu Ngọ mà lỡ phóng lao thì hay theo lao lắm nha, cho nên cẩn thận. Như vậy thì xét về sao hạn ha, địa chi, thiên can thì chủ yếu của cái năm Canh Tý vẫn là cái việc tình cảm, gia đạo không được tốt đẹp cho lắm. Còn về mặt làm ăn thì kế đô tuy là một hung tinh hành thổ nhưng nó lại không quá tác dụng nặng nề lên người nam, cho nên mình cũng đừng quá lo lắng. Mình, người ta nói nam là hầu, nữ kế đô, cho nên là nữ nó tác dụng nhiều cho nam nó không tác dụng bao nhiêu ha, coi như là một cái tín hiệu cũng khá tích cực. Với những cái năm 18, 19 này mình cũng tương đối đẹp đẹp, mình có nhiều cái bước chuyển nó khác biệt hơn, thì hy vọng rằng đó là cái đà để mà cái năm 2 này mình vượt qua một cách nhẹ nhàng. Rồi xét xem xong coi là bên trong các cung tiểu vận và tiểu hạn của mình sẽ có cái những cái sao gì. Thì tỏ cung tiểu vận của năm 2020 đối với người Mậu Ngọ nam mạng thì có các sao như Quốc Ấn nè, Hoa Cái, Long Trì, Tử Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, nhưng mà bị tuần án ngữ. Có Quốc Ấn nè, Hoa Cái là đặc biệt rất dễ có con cái hoặc là cái đường sinh nở, cái gì đó sinh nở ra, đặc biệt là Quốc Ấn. Đây là những cái anh em màu mà ngồi ở vị trí lãnh đạo, làm ở cơ quan nhà nước hay là kia đó, thì rất là dễ thăng tiến. Đó là bản mệnh chủ của mình, đến cái thời vận của mình. Được Long Trì, được Long Trì con rồng nâng đỡ,
tức là có một cái quý nhân, có một cái bề trên, có một cái người anh là người lớn hơn mình, người chức lớn hơn mình nâng đỡ mình ở trong cái công việc làm ăn hoặc là cái đường phát triển ở trong cái quạt vật ha. Tuy nhiên là có lưu hà thiên la thì nên tránh cái việc ở nước, tại vì mình nên nhớ là mình có cái đô mà lưu hà là nạn về nước ha. Tuy nhiên là bị tuần án nữ, bị tuần án ở phía sau lưu hà và thiên la, cho nên là có thể nói cái việc mà xảy ra cũng không quá hung hại, không có ảnh hưởng đến bổn mạng của mình. Nhưng mà nó thôi vậy nè, mình nói là phòng bệnh nó vẫn hơn chữa bệnh. Năm nay là năm mình không tốt đẹp ở cái mặt về nước thì thôi mình né nước ra ha, mình đi chỗ núi đi, có cây cối cho nó sung mãn cho bản thân mình. Rồi ha. Tọa cung tiểu hạn thì có khá là nhiều cái phúc tinh, đặc biệt là phượng cát, giải thần, thanh long, quan đế, điếu khách, quả tú, địa vọng. Có cả cái cung tiểu hạn có giải thần, có phượng cát, đi trước thanh long và quan đế. Thanh long là một trong những cái phúc tinh, bộ ba cái sao là phượng cát, giải thần, thanh long này là những cái mình cũng đã nói trước là hồi xưa là mình ở những cái video trước mình có nói giải thần là đệ nhất hóa giải các cái phá bại tinh ở trong cái cung xung chiếu. Cái tọa cung tiểu hạn có mà trong hạn có giải thần và phượng cát thì bao nhiêu hung hại ban đầu mình gặp phải thì cuối cùng nó cũng nhẹ nhàng vượt qua và đem lại cái nhiều cái niềm vui cho mình. Điều đó là một cái điều rất là tốt đẹp. Có quan đế, điếu khách, quả tú, địa vọng. Như vậy là cẩn thận năm nay nếu như với cái cung tiểu hạn như vậy thì cẩn thận người phụ nữ độc thân sẽ đem đến cái chuyện phiền toái ha. Đem địa vọng là văng, có giống như là thiên la địa vọng là văng bẫy mình, nhớ cẩn thận. Nếu mà là có làm ăn với một người phụ nữ nào đó mà độc thân thì mọi điều phải nhớ cẩn thận, coi chừng người ta gài mình ha. Tuy nhiên là tổng hết lại thì cũng không có hại được mình đâu, tại vì mình có phượng cát và giải thần, thanh long và quan đế đi chung thì mình sẽ không có vấn đề gì nhiều. Có thể là kéo tới quan đế, kéo tới quan trường, kéo tới công an hay là gì đó, nhưng mà cốt cuộc hết thì tất cả mọi chuyện đều mình đều có cái sự tốt đẹp ha, không phải lo lắng gì cả. Như vậy thì ở trong hạn của mình cũng có cái xấu, nhưng cái tốt nó sẽ bao trên cái xấu. Dù cái xấu có xảy ra thì mình cũng phải được phúc phần gì đó hay là may mắn gì đó giải quyết được. Đó là một cái tín hiệu rất là tích cực ở trong cái tọa cung tiểu hạn. Bên cạnh đó cung nhị hợp thì có các sao như đào hoa, phúc đức, thiên hỷ, mộc dục. Đây là một trong những cái bộ sao toàn là những cái sao nói về tình cảm. Đào hoa thì đào hoa là mậu ngọ là khỏi phải nói rồi ha, đa phần những người mậu ngọ đều có mệnh đào hoa, vấn đề là đào hoa kiếp hay đào hoa nạn thôi. Đào hoa nạn thì cứ đụng vô đàn bà là sinh chuyện là rầy rà rối rắm, đào hoa kiếp thì nó lại khác tốt đẹp hơn ha. Thì là có đào hoa phúc đức thiên hỷ thì nó có tượng trưng là mình ở trên con hoa cái nữa thì rất là dễ có thêm con thêm cháu, hoặc là mình có cưới gả. Nếu mà ở tuổi mình mà chịu ở dưới quê mà chịu đẻ thì chắc là con cũng 20 hai mấy rồi đúng không? 20 hai mấy thì lập gia đình là chuyện bình thường, hoặc là các anh độc thân đang đi bước nữa thì chắc có thể là sẽ có được cái tin vui chuyện mừng ở trong cái năm Canh Tý. Tuy nhiên là nếu như có sanh con ở trong năm Canh Tý thì người phải chịu khó cho nó làm con nuôi để sinh về nuôi lại, tại vì nó tí ngọ nó lục xung mình sẽ nói với mình sẽ không dạy được nó, hoặc là nó xung khắc nhiều cái việc khác mình không có
làm ăn được. Rồi cái con mình đẻ ra mà cái mình làm ăn không được, mình đổ lên nó tội nghiệp cho đứa bé. Tốt nhất là cho nó làm con nuôi, xong người ta đặt cho nó cái tên thường gọi sinh về nuôi, ok là nó tốt đẹp. Rồi cung tam hợp thì lại có các sao: lộc tồn bác sĩ tràng sinh, bạch hổ tướng quân đế vượng. Có lộc tồn tức là có tiền tài, nghe là về là cung tam hợp, nghe có lộc tồn có bác sĩ. Tuy nhiên bác sĩ là một trong những cái phá tinh nói đến về bệnh tật, cho nên là cũng không được ok lắm. Tràng sinh bạch hổ đi với tướng quân, mà thái tuế lại đi trước. Đây là bộ sao đem về khá là nhiều cái rắc rối ở trong công việc, ra ngoài làm ăn chú ý mình coi chừng bệnh tật ha, từ với bác sĩ đi trước là chú ý cái sức khỏe của mình. Nhưng cũng như đã nói là nằm ở trên là bổn mạng của mình bị sinh xuất, bổn mạng sức khỏe không được yếu, không được tốt lắm. Đặc biệt là thái tuế nằm ở trong cung tam hợp thì phải cẩn thận cái việc người ta đâm sâu lưng hại mình, và hại mình thì nặng nhất vẫn là như đã nói ở trên là cái người phụ nữ độc thân. Cho nên để phòng ngừa thì mình làm ăn mình cẩn thận một điều, hai điều, cái gì cũng cẩn thận, ký tá mọi thứ nếu có liên quan đến một cái người phụ nữ mà độc thân hoặc là người độc thân, chứ còn không nhất thiết là phụ nữ không đâu ha. Tại vì quả tú cũng có thể là những cái người đàn ông nhưng mà tính hơi đàn bà, chứ không phải là nhất thiết là cứ phải là đàn ông là đàn bà không ha. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái phần tử vi của cái năm Canh Tý năm 2020 của cái người nam Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bên cạnh những cái điều không tốt đẹp về cái tình cảm gia đạo thì chúng ta có tỏ cung tiểu vận ha, rồi cung tiểu hạn đều rất là nhiều phúc tinh và tài tinh. Hy vọng rằng với cái nội tại của mình được nhiều cái sự may mắn, nhiều cái sự tốt đẹp ở các phúc tinh và tài tinh sẽ phần nào khống chế được cái việc xấu của kế đô nó mang lại. Kế đô sao chủ mang lại. Mà mình cũng nói luôn, cái hồi nãy mình nói là cái thuộc tính của sao kế đô, nhưng mà đối với nam thì nó nhẹ nhàng hơn, chứ đừng có nói cái thuộc tính của sao kế đô xong nghe xong cái sợ, không phải nha. Rồi, ok, đó là phần về tử vi của năm Canh Tý. Bây giờ mình sẽ xét xem vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với người Mậu Ngọ của chúng ta nó sẽ ra sao ha. Đầu tiên hết của năm Canh Tý tháng Giêng, tức là tháng Mậu Dần, một tháng tam hợp đối với tuổi chúng ta. Tháng Mậu Dần là tháng Thổ, như vậy bổn mệnh là sinh xuất đó ha. Mình bị sinh xuất năm, bây giờ sinh xuất tháng nữa thì đây là tháng phải cẩn thận về mặt sức khỏe và bổn mạng một tí xíu. Tháng Giêng là tháng ăn chơi ha, người Mậu Ngọ thì rất là quảng giao, chịu nhậu, tháng này nên nhậu ít ít lại một chút xíu nếu không muốn và quẹt tay chân chạy chỗ ha, cẩn thận nha mấy chàng Mậu Ngọ. Rồi Thiên Can thì chữ Mậu sẽ đồng, Mậu Dần sẽ đồng hàng với đại chữ Mậu của chúng ta, cho nên là đồng hàng tốt cho công việc, hanh thông, dễ thuận lợi về tiền tài. Đây là một tháng khởi đầu có vẻ là tốt đẹp. Vì sao? Vì địa chi Dần với Ngọ là tam hợp Dần Ngọ Tuất, tình cảm gia đạo sẽ tốt đẹp vui vẻ. Thôi đúng rồi, từ tháng này là tháng Giêng mà, tháng này là tháng chúng ta về với gia đình, chúng ta về với bên nội bên ngoại thì dĩ nhiên là phải vui vẻ, chứ chẳng lẽ về mà mặc đồ ngủ sẽ gây gỗ đúng không. Mà người Mậu Ngọ thì vốn dĩ rất coi trọng những cái bậc bề trên, những cái bậc như cha mẹ, vợ cha mẹ mình gì đó thì không có bậy bạ, cho nên là có thể là rất là vui vẻ ở trong tháng này. Nhưng hãy nhớ uống có chừng mà để mất công, đầu năm ra gì đâu mà trầy trụa đồ này kia, khổ thân ha. Tiếp đến đó là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão lại là một tháng Thổ nữa, như vậy xét về bộ mạng thì cũng sẽ giống như tháng Giêng, với Thổ sinh hỏa sinh Thổ là sinh xuất bổn mạng, bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp. Cũng phải cần cẩn thận giống như tháng Giêng nếu như mà mình muốn an toàn.
Rồi, thiên can thì mậu kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên ok, công việc cũng sẽ giống gần giống như tháng giêng, mọi điều tốt đẹp, không có việc gì phải lo lắng ở trong cái công việc của mình, không có gặp nhiều chống phá. Tuy nhiên địa chi thì không được tốt đẹp như tháng giêng. Vì sao? Vì tí ngọ mão, ngọ mão sát nhau ở trong cái địa chi, cho nên có thể nói là gia đạo, tình cảm không có, hoặc là quan hệ với đồng nghiệp bị đề phòng nhiều xáo trộn, không có được tốt đẹp. Đây là tháng rất dễ bị người ta hại. Bản thân cái sao kế đô là nó mạnh nhất vào tháng 2 và tháng 5, nhưng mà mình thì xui vào tháng 5 và tháng 8, cho nên là cẩn thận nha. Rồi, tiếp đến đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh, tháng Canh Thìn. Như vậy tháng Canh năm Canh gặp chữ Mậu, mà tháng Canh Thìn thì là Kim. Như vậy xét về bổn mạng thì hỏa khắc Kim, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cũng không được ok cho lắm, cần cẩn thận nhiều điểm về sức khỏe và bổn mạng. Rồi, thiên can thì như đã nói, Mậu Canh không xung không hợp về trạng thái tử vi, nhưng nạp âm ngũ hành của Mậu là Thổ, Canh là Kim, cho nên là sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Có thể nói tháng này rất dễ hao tài, hoặc là hao tài như nhỏ, hoặc là chúng ta phải có đầu tư cái gì đó. Đây là cái tháng ok. Rồi, địa chi thì ngọ với thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì tốt đẹp về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này thì như đã nói ha, bổn mạng của cái tháng là sẽ có những cái xấu nhất là tháng khắc bổn mạng, thứ nhì là bổn mạng khắc tháng là giống tháng 3 này, và xấu thứ ba là sinh xuất bổn mạng giống như là tháng 1 và tháng 2. Thì tháng này bổn mạng cần cẩn trọng nhiều hơn một chút nữa. Như đã nói thì năm nay là năm Canh Tý là một năm không tốt đẹp về bổn mạng cho lắm đối với người của Mậu Ngọ, cho nên là khởi đầu năm là nó sẽ có như vậy. Tiếp đến đó là tháng 4. Tháng 4 là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ chắc chắn là tháng Kim. Như vậy thì bổn mạng của tiếp tục là hỏa khắc Kim, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp. Cần cẩn trọng ha. Tháng này là nguy hiểm ha. Không có được ok cho lắm. Thiên can là chữ Mậu với chữ Tân, cũng sẽ giống như là tháng 3 với Tân Canh thì đều là Kim. Cho nên là sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Còn về mặt tử vi thì Mậu và Tân thì không xung không khắc. Như vậy thì tiếp tục là một tháng coi chừng hao tài, hoặc là đầu tư tiền tài gì đó. Đó là tháng mà cần phải cẩn trọng. Địa chi Tỵ với Ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc. Người ta hay nói rằng con rắn nó quấn con ngựa. Coi chừng tháng này mọi điều về tình cảm nó có cái sự dây dưa dày dừa, nó không được ok cho lắm. Dù rằng xét về mặt tử vi nó không kỳ kỵ nha, nhưng mà tháng này cũng cần phải đề phòng cái việc gia đạo của mình nó có những cái chuyện bất trắc, đặc biệt là những cái việc với phòng nhất phòng nhì gì đó ha. Mấy anh mà Mậu Ngọ có mấy phòng là cẩn thận, tháng này rất dễ bị vợ phát hiện nha. Rồi, tiếp tục là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý. Như đã nói thì người tuổi Ngọ, Mậu Ngọ sẽ có tháng 5 và tháng 11 là không tốt đẹp. Thì tại sao không tốt đẹp thì mình sẽ tiếp tục xem xét. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ thì thuộc Mộc. Như vậy bổn mạng thì không xấu, với Mộc sinh hỏa, bổn mạng được tương sinh. Khi bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh tài tinh của chúng mình nó sẽ được phát huy tác dụng một cách tối đa nhất. Đó là một cái tín hiệu tích cực, vì mong rằng những cái phúc tinh và tài tinh đó sẽ phần nào khống chế bớt cái vụ mà thiên can với chữ Mậu nó khắc chữ Nhâm, tức là thiên can khắc tháng, công việc dễ sanh vào cái chuyện rầy rà rối rắm, phải hao công tốn của mà giải quyết, gặp nhiều cái sự chống phá. Cẩn thận tiểu nhân lợi dụng ở trong công việc tài chính của mình. Đây là tháng khiến tả cái gì cũng
cũng phải cần cẩn thận, đặc biệt là tháng này mà có làm ăn giao dịch với những người độc thân thì nhớ coi chừng đó là những người độc toàn thân ha, đừng có rớ vô là nhất là mấy anh mà thấy các chị nào mà tươi mân mởn mà rớ vô ha là tiền mất tật mang ha. Rồi đi chi Ngọ gặp Ngọ là năm sinh tháng tuổi thuộc nhóm tự hình, cho nên là làm gì mà gia đạo tình cảm nó không có cái sự buồn phiền chống phá, cho nên là vừa thiên can không tốt, địa chi là năm sinh tháng tuổi thì chắc chắn là công việc làm ăn và tình cảm là hai cái thứ mà nó là then chốt của cuộc sống, nó gặp rắc rối, nó gặp sự trục trặc thì làm sao mà không phải là tháng xấu nhất của năm được. Cho nên là người Mậu Ngọ thì mình sẽ cực kỳ cẩn thận cái tháng năm âm lịch đối với tuổi của mọi người, thì mọi người đây là tháng hè nó thôi, phải ăn chơi cho nó xong chuyện nha. Rồi tiếp tục là tháng 6 âm lịch của năm Canh Tí 2020, mà tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi tiếp tục là một tháng mộc, như vậy bổn mạng thì cũng sẽ giống như tháng 5 với mộc sinh hỏa, bổn mạng được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng, đặc biệt là các phúc tinh tài tinh như là giải thần và thanh long quan đới sẽ có cái dịp mà phát huy cái tác dụng của nó. Đây là có thể nói rằng tháng tốt nhất của người Mậu Ngọ. Bổn mạng được tương sinh, thiên can thì chữ Mậu hợp chữ Quý, đây là thiên can thuộc ngũ hợp, rất tốt cho công việc và tài lộc. Có thể nói là không thể tháng nào tốt hơn cái tháng này ở cái năm Canh Tí cả. Thôi thì ráng vượt qua cái ải của tháng 5, sụp xuống cái tháng 6 mà vượt lên ha. Rồi địa chi là Mùi và Ngọ là lục hợp. Lục hợp về địa chi rất tốt về các mối quan hệ trong công việc, tình cảm, gia đạo. Thì có thể nói là đâu có thể nói nào cái tháng nào tốt hơn nữa. Bổn mạng thì được tương sinh, phúc tinh tài tinh phát sáng, thiên can thuộc ngũ hợp, địa chi gặp lục hợp, cho nên tháng này là tháng khá là êm. Nếu như là một cái người làm ăn thì mình sẽ dựa vào cái lợi thế của tháng này để mà mình ký tả là những cái công việc quan trọng mình sẽ cho nó diễn ra trong tháng này. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái phần vận hạn của 6 tháng vận hạn Canh Tí 2020 đối với tất cả mọi người Mậu Ngọ năm An. Hy vọng rằng là với những cái tổng hợp về tử vi của cả năm Canh Tí cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Canh Tí vừa rồi của mình sẽ giúp ích, sẽ là một cái hành trang nhỏ để mà tất cả các anh em bạn bè tuổi Mậu Ngọ ứng dụng vào cuộc sống để mà có được cái năm Canh Tí, một cái năm lục xung về địa chi, xấu về tình cảm gia đạo, thành công mọi mặt, không những là về tài chính mà còn biết cương nhu để mà vượt qua những cái khó khăn trong tình yêu, gia đạo, tình cảm, bạn bè, mọi thứ. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mậu Ngọ được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi vào cuộc sống cũng như Phong Thủy vào cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.